giờ đi tụi con chơi. Em xúc cơm mà này con. Để chơi đi, chơi cái mớ bao. Em xúc cơm ăn. Sao con số gì xui vậy? 2 búa, 1 bao không cần tiền. Mẹ, chơi đi. Mẹ đâu biết chơi đâu. Mẹ chơi với em đi, con chơi đây, đi. Đây nè, cái mớ bao ở đây đây nè. Thiếu một người nữa. Thiếu một người nữa hả? Chính là mẹ. Rồi, ok. Mẹ không cho anh nhìn hết. Ờ, ok ok chờ chuẩn bị bị da kẹo bố ba rồi chơi nè mẹ. Ờ, ok nếu ai thắng người đó sẽ ăn hết đài của người ta sẽ lấy đi. Ừ. Ok ok rồi em lấy một tấm da chuẩn bị mẹ lấy một tấm da rồi mẹ lấy rồi đây. Em kéo ừ. Em anh hai thua đúng không? Mẹ với anh sushi thử xem ai là lấy nhau. À sushi yeah mẹ thắng rồi. Rồi ok đúng cái này thôi. Rồi tiếp tục em để ra đây em bỏ ra đi rồi 1 2 3 1 2 3 búa kéo búa số xài số xài rồi em xuất cơm ăn đi em sắp hết rồi mẹ rồi. Có muốn bài con cũng có muốn tiếp tục nè cơm ra rồi em ra đi kéo búa kéo bao sợi 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 hết bài rồi hết bài chơi con. Lại chứ mẹ với con hả ok solo này cần nhiều bài hơn mẹ. Ủa sao có 2 3 con búa luôn 1 con bao 2 con kéo tao phải sóc lên để mẹ để không nhận ra cái này. Này mẹ cho em chơi đó. Mẹ cho em chơi với anh hai. Rồi em chơi với anh hai đi. Chết mẹ. Làm gì vậy? Tí hí hả? Búa kéo lại thua rồi.